thì vẫn để y gan cũ. Tuy nhiên á, để cho cái ngôi nhà này á nó không có bị nóng á, thì mình đóng lại cái phần la phong. Đây, cái phần la phong ha cô bác anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng đây là ngôi nhà của ông Hai, một cụ gần 90 tuổi hàng ngày vẫn trầm mình dưới nước để kiếm tiền nuôi một người vợ khiếm thị của mình. Và như cô bác quý anh chị thấy là ngôi nhà hiện nay cũng thay đổi khá là nhiều, khoảng hơn 70%. Và hiện nay thì các anh thợ cũng đang tiến hành sửa để cho ông bà Hai có thể về ở trong cái ngôi nhà này. Và điều đặc biệt á, ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị đó là ông Hai và bà Hai cũng đều không có ở nhà, vì những ngày qua ông Hai phải nhập viện và điều trị. Và nghe nói rằng nay mai này thì ông Hai mới trở về lại nhà được. Và bây giờ để xem cái tiến độ hoàn thành của công trình ngôi nhà của ông Hai đến thời điểm hiện tại thì đã đến đâu, để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết được luôn ha. Đây là cô bác quý anh chị có thể thấy đây là cái phần bậc thang, ok, cái bậc thềm để mà đi lên ha. Đó, và cái phần sắt này á thì anh Vũ anh cũng đã làm xong rồi, là một cái phần mặt khại và cửa lùa giống như là nhà Út Nhất vậy cô bác quý anh chị. Cửa kéo ra như thế này ha, cũng khá là đẹp ha. Bùi Hồ dự định là nói với anh Vũ á để sẽ sơn những cái song sắt này luôn. Đó, cái ngôi nhà của ông Hai thì được làm trên nền của một cái ngôi nhà cũ bằng cái diện tích ban đầu luôn. Mình chỉ làm những cái hạng mục như là nâng cao cái phần nền khoảng 4 tấc cô bác anh chị, sau đó dán gạch lên rồi sửa lại cái phần tôn và cái phần nóc tôn ở trên đó thì vẫn để y gan cũ. Tuy nhiên để cho cái ngôi nhà này á nó không có bị nóng á thì mình đóng lại cái phần la phong. Đây, cái phần la phong ha cô bác anh chị. Đây, các anh thợ thì cũng đang anh Hùng với lại anh Lớn với lại cậu Năm cũng đang tiến hành cho nhanh cái tiến độ hoàn thành của cái ngôi nhà. Ngày hôm nay thì anh Hùng và chú cậu Năm rồi cũng sẽ tráng cái phần nền này để mà dán gạch lên. Ở sau đó thì cũng sẽ đi điện đi nước lại cho nhà của ông Hai. Cô bác anh chị thấy cái không gian phòng khách bây giờ cũng khá là rộng, cao ráo và thoáng mát đúng không? Ở phần trước này Bùi Hồ dự định là khoét một cái cửa sổ. Mình làm một cái cửa sổ bình thường thôi. Tuy nhiên thì ở phần ngoài trước đây nè, cái đủ đáy lỗ lấy đủ ánh sáng rồi nên mình sẽ không có làm thêm cái phần cửa sổ ha cô bác anh chị. Chiều ngày hôm nay thì anh Hợp cũng sẽ làm luôn cái phần điện, đi điện lại hệ thống điện rồi có cầu dao chống giật đồ luôn cho nhà của ông Hai. Và cô bác anh chị có thể thấy ở trong cái nhà vệ sinh đó, đó bây giờ anh Hùng cũng đã dán luôn cái phần gạch lên đến 1m2 rồi ở trên đó rồi, đã dán lên nhìn cũng khá là đẹp. Và do là anh Hùng anh đang làm cái ngôi nhà, đang làm cái phần nền ra đà nữ là mình không thể nào đi vô trong. Tuy nhiên qua khảo sát á, thì Bùi Hồ thấy được rằng là cái phần sau cái vách này nè thì ngôi nhà cũng khá là tối và nóng, nên Bùi Hồ mới vừa điện cho anh Vũ á sẽ khoét một cái cửa sổ lùa và cửa sổ nhôm các bác anh chị, bề ngang 1m2. Và cái phần cửa sổ đó thì mình sẽ phát sinh thêm. Cái phần sắt của anh Vũ làm á chỉ có 16 triệu thôi. Và Bùi Hồ dự định là nói anh Vũ sẽ làm sơn cái cây cột này lại nè. Ở cây cột này là cây cột cây, sẽ sơn lại một màu xanh. Rồi sẽ sơn lại cái phần song sắt ở đằng trước và khoét một cái cửa sổ ở đằng sau nữa. Những cái chi phí đó là phát sinh thêm. Tại vì sau khi mình lên hình thành cái ngôi nhà rồi đó thì mình sẽ thấy được rằng là nó những còn thiếu những cái vật dụng nhỏ nhỏ và mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Đó. Dán gạch thì xong rồi. Cô bác anh chị thấy cũng khá là đẹp ha. Và do ông Hai với bà Hai là theo đạo Cao Đài nên thành nữ là ở đằng trước này, Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị thấy nè. Đây là cái trang thờ ha. Cái trang thờ này thì mình ở nhìn ở sau lưng nhìn tới á thì bây giờ cũng là mối một, do nhà cây á mối một đang một hết rồi. Nên thành nữ là Bùi Hồ có nhờ một cái anh, một cái chú á đóng cái trang thờ giống như vậy và thuê chú đó là đóng là 700.000. Rồi sau khi đóng thì mình sẽ bắt thấp lên tí xíu nữa, thấp xuống tí xíu để cho ông Hai tiện cái việc mà thắp nhang đó cô bác anh chị, thờ cúng cho nó trang nghiêm hơn. Đó. Bây giờ có anh Hộp ở đây, thẳng hỏi anh Hộp luôn. Cái này hôm nay nữa là xong hết không anh Hộp? Hôm nay nó xong lóc gạch luôn, nó xong. Xong hả? Ừ. Rồi điện nước sao? Điện lấy chiều có quẩn vô đi.
hả? Tại chị vừa mất lót cho nó còn lót cái đó nữa. Còn lót cái dưới chưa lót. Lót nhà vệ sinh hả? Ừ. Em tính là bây giờ mình làm cái phần bơi lại sơn là cái phần đó được không? Bơi ấy. Bơi sơn gì cho nó sáng mà. Làm mới được không? Ừ. Làm nó phát sinh ra nhiêu thì nữa tính thêm ha. Rồi giữ lại cái phần cột này nè. Là em dự định là nhờ anh Vũ đồ sơn luôn. Sơn lại coi cho được cho nó đẹp ha. Anh đi hệ thống điện rồi cho nó cho nó gọn gàng giùm em. Chứ lúc trước nhìn điện nhìn kinh khủng quá. Nhưng mà bây giờ cô bác anh chị thấy nhìn đóng cái phần la phong nhìn lại nó sáng lại ha. Nhưng mà nữa mình phải chắc đi điện mình phải chừa những cái ổ điện để gắn mấy cái quạt. Đúng rồi. Sau thì nhà con nó cũng nóng quá. Ừ. Bây giờ thì hôm trước thì Bùi Hồ có chuyển khoản cho anh Vũ hết 16 triệu rồi. Đó là phần của anh Vũ. Tuy nhiên là chưa kể cái phần sơn ở đằng trước với lại cái phần khoét cửa sổ. Còn Bùi Hồ cũng có chuyển cho anh Hợp hết 10 triệu rồi. Và sau khi xong thì mình sẽ tổng kết là cái phần tiền là còn lại bao nhiêu. Thì mình sẽ bàn giao ngôi nhà, mình sẽ đưa lại cho các anh thợ cái phần tiền còn lại luôn. Rồi sau đó mà còn dư bao nhiêu á thì Bùi Hồ cũng gửi cho ông Hai với bà Hai giữ để mà xây sửa ở trong những cái lúc tuổi già. Và không biết thì lúc mà mình khiêng cái chiếc giường ra đó anh Hợp, cái chổng á thì cái chổng nó còn được không ta? Còn xài được. Xài được ha, mình có cần nên cần mua thêm không? Còn được. Được ha, mình chỉ cần mua những cái chiếu mồng mền mới là được rồi. Ông Hai ông có nói đem cái chổng vô kiêng cái. Còn ở này ông trải nghiệm ngủ. Trải nghiệm ngủ. Anh có thể giải thích là lúc ban đầu dự tính là anh em mình là dự định là sẽ làm ở đằng cặp, sau đó mình khoét một cái cửa hậu rồi mình sẽ làm một cái sàn nước rồi mình sẽ đặt cái giường ở đằng trước này cho bà Hai. Thì anh có thể giải thích vì sao là mình anh em mình lại cái tiếng không làm cái những cái hạng mục đó không? Ổng sợ ổng nói khỏi làm cái cửa sau với cái đó đi. Ổng sợ bằng đêm bằng hôm ổng quên đóng cửa, ổng sợ ăn trộm chứ không có gì. Ổng sợ ăn trộm tại vì cái người già thì hay lo xa vậy chứ cũng có của cải gì đâu mà sợ. Đúng rồi. Lớn tuổi thì nhiều khi hay lo xa mà cái tính lại dễ quên. Nên là nửa tối sợ không đóng cửa thì sợ ăn trộm vào. Thậm chí là ông Ai là kêu khỏi khoét cái cửa sổ luôn, nhưng mà ở ngoài sau đó là không khoét mà cũng rất là nực và rất là tối luôn. Thành nữa là tốn thêm cái chi phí nhưng mà mình phải khoét. Lúc đầu dự định là làm một cái cửa sổ làm những cái song sắt á, những cái sơ rồi sau đó mình chỉ cần chổi ra thôi. Tuy nhiên thì mưa quên đóng thì nó sẽ mưa tạt vào. Và mình sẽ quyết định là làm một cái cửa sổ nhôm luôn. Nói chung ông Hai ông sợ ông đi đổ vớn rồi có mình bá nhà bá không thấy được hầu. Dạ. Mà ông sợ cũng đúng cũng vậy. Dạ, nhưng mà mình làm cửa sổ nhôm thì thấy nó ông Hai cứ khóa lại thôi, lấy ánh sáng vô là cũng được rồi đúng không? Ông sợ cũng đúng chứ. Mấy ngày qua thì ông Hai ông đi nhập viện mà nghe nói là có dấu hiệu tai biến nữa anh Hợp ơi. Có dấu hiệu tai biến mà nghe nói là trong nay mai này ông Hai cũng trở về. Ông đòi về hoài à? Dạ. Mừng chắc cũng vừa mừng mà vừa không biết cái ngôi nhà mình sao. Những ngày qua là thi công ở đây là không có chủ nhà luôn. Lúc trước thì bước lên cái nền này á, nó vừa thấp mà nó vừa ở dưới này bên đây nè còn đất không à. Thành nữ là mình đi mình cũng ngại dò đó, chuột rồi mấy con côn trùng nó vô nữa. Thành thử là tuổi già rồi không có thời gian để mà dọn dẹp nhiều và sự gắn ghét đồ đủ thứ chuyện. Anh bây giờ mình sẽ làm cái nơi rửa chén ở đâu? Chén tính đây có cái lu sẵn này làm đây, hỏi đi cái ống ra sao chóng. Dạ, mình sẽ đi cái ống vô đây. Đi ống thẳng ra sao luôn, sao tôi tính cây luôn, chơi vô đây không được. Nhưng mà hôm trước là cái phần nhà vệ sinh là chưa có ống nước đi vô đúng không? Không, mình đi nước rồi đi dòi vọng cho ống luôn. Đi lúc, nước rồi dòi vọng luôn. Lúc trước á là cái nhà vệ sinh của ông Hai là phải xách từ thùng đúng anh không? Là không có đi cái đường ống vô cái nhà vệ sinh luôn. Đi vệ sinh là ông Hai phải xách cái mình hối gắn cái bút sen cho ổng luôn. Dạ. Đặng chi biết không? Đặng có tấm cho bả rồi dễ. Tấm cho bả rồi gắn cái giò sen luôn ha. Cái lại xả cái thùng nước để xả ra rồi đúng không? Gắn vậy đi chứ bây giờ tuổi lớn tuổi rồi. Mà ông cụ mà xách từ thùng nó thấy khổ lắm. Và hôm gà thì chắc có lẽ là khi mà Bùi Hồ đi đi vòng vòng mấy cái tỉnh miền Tây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem về cái tình hình hạn hán ở một số tỉnh như là An Giang hoặc Kiên Giang á. Thì các anh thợ cũng đang cố gắng làm. Tại vì Bùi Hồ đi thì cũng phải hỏi các anh thợ tiến hành thi công đến đâu rồi đến những cái hạng mục nào. Chứ không phải là cái công trình làm rồi cái mình cứ bỏ, nhưng mà mình phải theo dõi sát. Tại đi cũng 1-2 ngày rồi về cũng tranh thủ về đây để mà coi anh Hợp cũng như các anh thợ làm những cái nó đến đâu. Nhưng mà chắc ngày chiều nay là xong luôn. Vậy em khi mà anh bàn giao thì em phải giao cái phần tiền còn lại luôn ha. Đúng rồi, lấy vô rồi ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều ha.
À, cô bác anh chị thấy là một ngôi nhà cũ kỹ một nát mối một, thì thay vào đó là bây giờ những cái vách tôn rất là kiên cố ha, sử dụng lại những cái phần cột cũ, lý do là cột này sử dụng vẫn còn được. Thứ hai là cái tuổi của ông hai thì với bà hai thì cũng khá là lớn, năm nay cũng 84 rồi, 84 với bà hai thì cũng 70 mấy rồi. Thì ngôi nhà mà chỉ sử dụng được 10 năm 20 năm nữa là điều rất quý. Mà theo chia sẻ của các anh á, ngôi nhà này sử dụng khoảng 10 năm 15 năm là một cái chuyện khá là bình thường. Em anh bước nhẹ nhẹ vô đây, em bước vô tí ha. Bước theo vô chân anh Hợp, có gì anh Hùng chửi thì chửi anh Hợp đó nha anh Hùng. Đây. Đây vừa hồ sẽ bật đèn lên ha cô bác anh chị. Đây. Đó. Cái nền chắc lắm. Cái nền này là cưng thấy sáng không? Anh Hợp cũng phải làm dĩ rồi đổ bê tông rồi sau đó mới tráng cái phần hồ ở trên này nha cô bác anh chị, chứ không phải là tráng cái phần hồ không. Rồi bơm cát rồi làm dĩ đổ bê tông lót mũ đồ vô đàng hoàng ha. Đó, bữa hồ vừa định là khoét một cái cửa sổ chỗ này nè. Đó. Cái ngoài cái này xong rồi đó. Khoét ở đây hay ở ngoài sau đi lấy gió tới lấy gió xong. Đúng. Dạ. Bên kia hay hàng sao? À, sẽ khoét ở đây đi ha anh ha. Đây, chắc cho nó đẹp đẹp làm cái phần này đi luôn nên là bơi làm bơi nó luôn ha. Cho đẹp đi. Rồi nó cũng không có nhiều tiền anh Hợp ha. Đúng rồi. Làm cái phần bơi rồi cho nó hoàn thành đi. Cái phần này coi như là làm mới gần như là hoàn toàn mà chỉ sửa chờ cái phần cột với phần mái lại thôi. Đó, ông hai đồ cũng mừng mà hàng xóm của bác anh chị nói có ngôi nhà gì quá ngon rồi. Mà chỉ có một cái là có hơi buồn thôi ha. Nên là nữ là duyên đến đâu thì hay đến nó quay qua đây cậu bác anh chị. Lỡ bước rồi đi luôn, có gì anh chửi dán chịu. À, đây, dán gạch lên lên 1m2 nha cậu bác anh chị. Có chị viền ở trên, rồi sau đó là dán gạch ở dưới rồi đi đợi điện nước đồ lại đàng hoàng hết. Cùng sao làm cho nó cũng phải lịch sự đàng hoàng. À, người ta nói là sống có cái nhà mà thác có cái mồ, mà nên là nữ làm cho nó đẹp đẽ mới được. À, và như vậy là ngày hôm nay thì cũng không có chủ nhà để chia sẻ một cái thước phim ngắn ngắn vậy cho cô bác anh chị xem, để mà sau khi mà hoàn thành cái ngôi nhà lên hết phần gạch rồi đi điện đồ hết rồi trang thờ đồ đâu đó phải trang nghiêm thì sẽ bàn giao, cũng như là công bố danh sách số tiền mà quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của ông hai ở đến thời điểm hiện tại. Và thưa với cô bác anh chị là cũng có nhiều cô bác anh chị hỗ trợ là sử dụng để mua mùng mền chiếu gối và mua cả cái giường á, cái chổng á cô bác anh chị. Tuy nhiên thì nếu như mà cái phần nào mình còn sử dụng được thì mình còn sử dụng, và đối với các ông cụ á, những cái chổng cây á nó rất là cứng cáp luôn, và nên thành nữ là cái nào mình còn sử dụng được 5-10 năm thì mình để đó, còn dư tiền thì Quỳnh Hồ sẽ để bàn giao lại cho ông hai để với bà hai dưỡng già, vì đâu cái tuổi cũng khá là yếu rồi, nên là nữ là đi đến bệnh viện là cũng đều thường xuyên. Ở đây tí xíu đó cậu Năm á, 65 hả cậu Năm? Dạ. Dạ. Lục tuần. À, bây giờ cô bác anh chị, anh Hợp sẽ làm lại cái phần đây nè. À, cô bác anh chị thấy không? Làm ra nhiêu anh Hợp? Lấy gần hết đi, cho thẳng bàn mới gặp chính anh. Anh đi cái vòi nước cho ông hai luôn ha. Rửa rồi làm ấm thoát nước ra sao luôn á. Kiếm chỗ nào thoát nước luôn. Cái bây giờ ông hai là cứ xách từng thùng nước rồi phải vô nhà vệ sinh rồi đem chén rồi ra ngoài trước đồ rửa thì mình thấy vất vả cho cái tuổi già quá. À, cái phần này làm thì đẹp đó nhưng mà sơn lên thì nó càng đẹp hơn ha, đúng không? Sơn lên thì nó dễ thương hơn, nhà rất là dễ thương luôn. Ừ, rất là dễ thương. Do nhà này mà hai vợ chồng với lại hai đứa con ở thì cũng tuyệt vời. À, vừa kín đáo mà vừa gọi là tiết kiệm luôn. Các anh Hợp phải cố gắng hoàn thành. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả cô bác, quý anh chị, quý mạnh thường quân, bà con cô bác đã ủng hộ và đồng hành với Bùi Hồ trong suốt cái thời gian qua. Và ngày hôm nay là chia sẻ những cái đoạn clip này để cô bác với anh chị biết được rằng tình hình các nhà của ông hai như thế nào. Còn chia sẻ trước khi kết thúc clip á thì đây quay cho cô bác với anh chị coi này. Đây là gạch ha. Đây là gạch giả gỗ của bác với anh chị. Gạch này gạch 4 tấc vuông. Đó. Vì cái tuổi già nên thành nữ là
sẽ chọn cái màu gạch này cho nó phù hợp với ông Hai. Tại ông Hai với bà Hai thì cũng quét dọn khá là cực. Đừng nói là tại sao là chọn cái màu gạch giả gỗ này nữa, bộ nó ghẻ nó hay sao nha cô bác anh chị. Hôm trước thì cũng có bị nói rồi. Tuy nhiên á, là lựa gạch thì cũng tùy vào cái tuổi và cái sức khỏe nữa. Đó, tuổi già thì mình sẽ chọn màu tối tối cho tí xíu. Và hôm trước anh Hợp cũng có đưa cho Bùi Hồ xem những cái mẫu. Và Bùi Hồ nói thôi chọn cái mẫu màu này đi cho nó cho nó màu nó sẫm sẫm tí xíu. Còn đây là gạch của nhà tắm thằng cậu bác anh chị. Đó, gạch này thì cũng có ở trên những cái viên này là nó chống, nó nhám cho cậu bác anh chị, chống trơn cho cái tuổi già nha, gờ vô cái tay nó nhám chứ không phải là nó cứ nhẵn bóng mà cái tuổi già đi thì nó sẽ dễ bị trơn trợt. Đó, gạch này là gạch ba tấc vuông, chiều nay sẽ dán hai cái phần này luôn là coi như là xong cái xong 90% cái ngôi nhà ông Hai. Những ngày qua trên dòng sông này thì người ta lại không thấy một ông cụ hàng ngày vẫn lụm cụm ở dưới cái dòng sông để mà bắt những con ốc con cá, mà thay vào đó ông Hai cũng đi điều trị bệnh. Và rất vui là ngày hôm nay hay ngày mai gì ông Hai sẽ trở về lại ngôi nhà của mình. Khi trở về đây thì ông Hai cũng gặp được một cái ngôi nhà mới nó khang trang kín đáo hơn so với ngôi nhà cũ. Một lần nữa thì thay mặt cho gia đình của ông Hai và bà Hai cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân rất là nhiều ủng hộ và đồng hành cùng Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.